Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một giao diện blog đơn giản cho WordPress. Trước tiên thì chúng ta cần chuẩn bị các công cụ để làm việc cho WordPress. Bắt đầu tải một server ảo cho máy tính của chúng ta. Muốn biết server ảo là cái gì, chúng ta có thể truy cập vào website của chúng tôi nhé. Tôi chọn Sam để làm server ảo. Ở đây thì có rất nhiều các phiên bản cho cả Linux và Apple. Chúng ta chọn phiên bản 7.0 là cũ thôi, vì những cái mới dưới này tôi chưa biết là nó có tốt hay không. Tốt nhất là ta cứ dùng cái cũ nhưng mà không sợ xảy ra lỗi. Ta chờ một chút xíu cho nó tải. Tải xong rồi. Hướng dẫn thì các bạn có thể xem ở trang web của chúng tôi nhé. Rồi bây giờ chúng ta mở ra để cài đặt. Bước cài đặt thì rất là đơn giản thôi. Và chúng ta chọn OK. Bây giờ chúng ta chỉ việc ấn Next. Ở đây cứ để các thứ mặc định đi, không cần sửa đổi gì đâu. Rồi nhấn Next. Ở đây thì chúng ta có thể là sửa đổi nó về các cái ổ khác, giả sử như ổ D chẳng hạn. Nhưng mà tôi cứ để mặc định nhé. Các bạn tùy các bạn. Next. Cái này ta không cần bỏ đi. Next. Và cứ Next tiếp. Bây giờ ta chờ cho nó cài đặt thôi. Rồi ở đây nó hỏi ta về cái thiết lập mạng cho cái Aperture với server ảo. Hay lâu thì các bạn chào chứ nhỉ. Rồi, nhấn Finish. Ở đây thì nó bảo mình chọn một ngôn ngữ, tôi chọn ngôn ngữ tiếng Anh. Bật Apache và MySQL này. Và nó lại hỏi tao thiết lập mạng cho SQL. Xong rồi tôi đóng lại. Và trình duyệt chúng ta gõ Local Hot. Nếu mà nhìn này màn hình các bạn đã lên như này thì có nghĩa là chúng ta đã cài đặt thành công. Chúng ta có thể xem phiên bản này. Phiên bản là có PHP như thế nào. Chúng ta nhìn đây. Bây giờ chúng ta sẽ tải WordPress về. Chúng ta vào trang wordpress.org. Nhớ là .org nhé. .org người ta mới cho tải mã nguồn. Chúng ta có thể ấn vào đây là download, hoặc là chúng ta chuyển vào tiếng Việt là download bộ tiếng Việt luôn. Và kéo xuống dưới đọc qua một tí. Các bạn muốn tìm hiểu về WordPress thì các bạn có thể xem ở đây luôn. Ở đây thì có rất nhiều các cái phiên bản, ta cứ lấy phiên bản mới nhất đi. Chọn zip này nó dễ. Tải xong là chúng ta mở cái từ mục vừa tải về, giải nén nó ra.
Chúng ta copy cái thư mục Wordpress này. Trên đây có tất cả mã nguồn Wordpress. Copy, ta chuyển vào ổ C, chọn sang và nhớ là chọn vào cái thư mục này nhé. Các bạn nhớ thư mục này, đừng bao giờ đi copy vào cái chỗ khác, nó không chạy ở đâu. À, dám vào đây. Là thế là xong rồi. Bây giờ công việc tiếp theo chúng ta là cần phải tạo cho nó một cái cơ sở dữ liệu. Ta vào PHP My Admin, tạo một cơ sở dữ liệu mới. Tôi đặt tên nó là WordPress. Ở đây ta nhớ chọn là cái tụ UTF 8 này. Xong rồi, không cần phải làm động tác gì đâu. Tí nữa chúng ta cài đặt WordPress là tự động nó sẽ tạo cơ sở dữ liệu cho chúng ta. Ta nhớ ở đây tên của người dùng ở đây nhé, tên là root. Cần nhớ vậy thôi. WordPress và địa chỉ Enter. Vâng, thực hiện. Ở đây tên thì ta vừa gọi WordPress rồi, không cần nữa. Ở đây là cái root vừa rồi chúng ta vừa tôi bảo các bạn nhớ đấy. Còn cái mục mật khẩu thì chúng ta không có, bỏ qua. Localhost thì nó đúng rồi, không cần phải sửa nữa. Ở đây các bạn có thể sửa cái tiền tố này đi. Giả sử như tôi là QH chẳng bắt đầu đây, tên website ta muốn đặt là gì, và tôi đặt là giấc mơ trưa chẳng hạn. Tên người dùng ta gõ tên của chúng ta đi, tên là Quang Hiển. Mật khẩu thì ta nên lấy một cái mật khẩu nó khó tí nhá. Tôi gõ đây đơn giản thôi, 1 2 4 5 6 thôi. Email thì chúng ta gõ địa chỉ email của chúng ta vào. Không, ăn chặn mình chưa cần thiết. Và đấy, tất cả thông tin chúng ta lên đây rồi, nên chấp nhận đăng nhập. Và ta gõ tên người dùng với nhận vào mật khẩu ta vừa nhập vào. Ở đây chúng ta đã có tài khoản của chúng ta rồi. Giao diện đây là phần chúng ta quản lý. Đây là giao diện trang này. Đấy, giao diện trang chúng ta đây. Chúng ta có thể thay đổi các cái giao diện của nó được bằng cách nhấn vào cái nút này. Chúng ta thấy giao diện của trang của chúng ta này. Chúng ta có thể sửa đổi cái giao diện này, nhưng mà thường thì giao diện mặc định của họ ấy, thì nó đơn giản thế thôi. Nếu mà chúng ta cảm thấy không thích cái giao diện này, ta có thể chọn vào nút đổi ở đây để chúng ta đổi sang giao diện mới. Ở đây người ta đã cho trước ba giao diện này, chúng ta thích thì chúng ta nhấn vào sang trước hoặc là thiết lập hoặc cài đặt. Đó. Chúng ta thích giao diện này thì chúng ta sử dụng. Và nếu mà chúng ta không thích, chúng ta bỏ qua. Và tiếp theo thì ta có thể là chọn thêm một cái giao diện khác ở trên mạng. Đấy, ở đây có rất nhiều cái giao diện người ta, nhiều người ta đã tạo ra và người ta chia sẻ cho mình.
Ta thích cái giao diện nào thì ta chọn vào cài đặt. Hơn chờ một chút nó mới cài đặt xong. Rồi, ta xem thử giao diện vừa cài đặt xem thế nào nhé. Nhấn vào giao diện. Đấy, giao diện chúng ta vừa cài đây. Chúng ta xem trước xem cái giao diện là thế nào. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải sửa nhiều lắm, ở trong này vẫn phải sửa nhiều lắm, nhưng mà cái giao diện này nó là giao diện là phải trả phí, là không phải là cứ thế mà dùng được đâu. Nếu mà muốn tìm hiểu được hết tất cả chức năng của nó thì chúng ta cần phải trả phí cho nó. Đấy. Bây giờ chúng ta có thể xem cái bản trả phí của nó thế nào nhé. Đây. Chúng ta phải mua với mức giá 26 đô kìa. Đấy, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái giao diện mới. Chúng ta sẽ làm một giao diện mới và không phải mất tiền. Và cũng rất là đơn giản. Nó rất dễ thực hiện và ai cũng có thể tạo cho mình một cái giao diện đơn giản và bắt đầu cho một cái con đường thiết kế những giao diện chuyên nghiệp hơn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và hãy đón xem clip tiếp theo của tôi. Đăng ký kênh của tôi nhé.